Hôm nay mình làm cái video hướng dẫn anh em nâng cấp ECU của cột lái con xe Accent. Để nâng cấp thì đầu tiên mình chọn xe đã. Vào chọn xe. Cho nó auto vin đi. ASEAN 29. Mình chọn phần nâng cấp. Đây có hai chế độ gọi là auto mode và gọi là manual mode. Mình chọn chế độ auto. Đấy, trong này phần này là có phần cột lái thì mình nâng cấp cột lái. Trước khi nâng cấp mình phải check ID. Kiểm tra ID có nghĩa là mình phải check lại. Rồi. Chọn update. Phần ID trước và sau update nó sẽ là trước là 16 và sau là 21 kìa. Thể hiện kìa. Ok. Anh em chỉ việc chờ thôi. Nó hướng dẫn mình như nào thì mình sẽ làm theo hướng dẫn thôi. Rồi, đây nó yêu cầu chúng ta off chìa khóa 10 giây. Off 10 giây. Rồi chúng ta on lại. Rồi ấn OK. Rồi OK. Nó hỏi bạn có muốn quét lại không? Mình chọn có đi. Mình sẽ chọn cột lái. Và phần ABS và phần engine. Mình sẽ quét lại xem nó còn bị lỗi gì không. Nếu còn chúng ta sẽ xóa lỗi nó đi. Đây, nó còn hệ thống lái ABS đang không kết nối với ABS. Giữa cột lái và ABS, mình xóa đi. Ok, mình recan lại. Anh em đừng quên like và đăng ký kênh của mình để theo dõi tiếp những các video mình sẽ làm sắp tới. Cảm ơn anh em. Được hết rồi không? Ok.